Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức chương trình Thanh niên Công Thương đồng hành cùng hàng Việt. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đoàn Thanh niên khối cơ quan trung ương cùng lãnh đạo Cục, Vụ, Viện và hơn 500 cán bộ tại cơ quan Bộ Công Thương đã tham gia cuộc thi nấu ăn với chủ đề Tự hào ẩm thực Việt, bày sản phẩm sạch sản xuất trong nước của các doanh nghiệp. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên ngành công thương về ý nghĩa của cuộc vận động, mà còn góp phần quảng bá sản phẩm Việt một cách hiệu quả.